Xin kính chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Ngày hôm nay là những ngày cuối năm 2020 rồi. Em sẽ chia sẻ và báo giá một loạt các mẫu xe và những cái chương trình khuyến mãi áp dụng cho các bác để các bác có thể sở hữu được những chiếc xe vào dịp cuối năm này với cái mức giá ưu đãi nhất các bác nhé. Hiện tại em đang có rất nhiều các mẫu xe, các dòng xe Kia, Kia K3000, K140, K165, K2700, cũng như các dòng xe Olin 3,5 tấn, Olin 5 tấn, cả dòng xe Ben nữa, đều có rất là nhiều các mẫu xe để các bác lựa chọn các bác nhé. Video ngày hôm nay em sẽ chia sẻ nhanh và báo giá qua một số các mẫu xe hiện tại đang có mặt Đà Lạt Xe Tải, cũng như là xe đẹp 888. Em sử dụng số điện thoại là 0975 180 777, 0975 180 777 các bác nhé. Và số Zalo là 0975 180 777. Em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Thì đầu chương trình em sẽ báo giá qua một loạt các mẫu xe dòng xe Kia đây. Trước mắt các bác đây là một mẫu xe Kia đời 2013. Một mẫu xe tải trọng là 1,4 tấn, hạ tải xuống còn 1,1 tấn, 1,2 tấn. Điều hòa, lót đầy đủ. Chiều thùng là 3,4 m. Về cái mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 238 triệu đồng các bác nhé, 238 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3000 đời 2013. Những cái mẫu xe này em đã có cái video quay rất là cụ thể rồi, rất là chi tiết trên kênh YouTube của Xe Đẹp 88. Nên là các bác mà đang có nhu cầu mẫu xe nào thì kết bạn hoặc để cho lời nhắn thì em sẽ gửi cho bác những hình ảnh và những cái video nó cụ thể và chi tiết nhất các bác nhé. Em sẽ được báo ra mẫu xe này. Mẫu xe Kia K3000 đời 2013. Một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn, sử dụng hệ thống treo bằng nhíp, điều hòa, lót xe đầy đủ, với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 238 triệu đồng các bác nhé, 238 triệu đồng. Kế bên đây, một mẫu xe Kia K3000 đời 2013. Mẫu xe này có một đặc điểm là thùng được mở được 5 bậc, nên cái việc nâng hạ hàng hóa rất là dễ dàng và tiện lợi. Với cái mức giá đã được chia sẻ trên thống của kênh Đạt Xe Tải cho cái mẫu xe tải trọng 1,4 tấn, hạ tải trọng 1,1 tấn, 1,2 tấn này là 240 triệu đồng các bác nhé, 240 triệu đồng Kia K3000 đã 2013. Xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích, sang tên đổi chủ nhanh chóng dễ chàng. Em xin được báo giá mẫu xe này. Mẫu xe Kia K3000 đã 2013, thùng mở 5 bừng, điều hòa, lót sàn đầy đủ rồi, đang với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Xe Đẹp 888 cũng như là Đạt Xe Tải là 240 triệu đồng. Và sẽ có những cái mức giá ưu đãi cho các bác vào những dịp cuối năm này khi các bác trực tiếp lên xem xe tại Đạt Xe Tải các bác nhé. Kế bên đây là một mẫu xe đời 2004. Các bác đang có kinh doanh khởi nghiệp với những cái mẫu xe đời thấp với tầm tiền chỉ dưới 150 triệu thì hãy cân nhắc tới dòng xe này. Vận tải hàng hóa các khu vực đồi núi, cung đường gập ghềnh cũng như là việc chở hàng quá tải rất tốt. Với chiều thùng là 3,4 m, việc chở các mặt hàng trâu bò lợn gà cũng như các mặt hàng nông sản đều rất là phù hợp các bác nhé. Với tầm tiền chỉ 145 triệu đồng, mẫu xe Kia K3000 đời 2004. Điều hòa, lót xe đủ rồi. Về chỉ vận tải kinh doanh thôi, xe thì cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích, sang tên đổi chủ nhanh chóng dễ dàng. Mọi thủ tục giấy tờ đều rất là phù hợp theo cái quy định của pháp luật, không có chút sẽ tranh chấp nào cả. Giấy tờ chuẩn chỉ các bác nhé. Với mức giá là 145 triệu đồng. Hiện tại với dòng xe K3000 đời thấp tầm tiền dưới 150 triệu thì em chỉ còn một mẫu này thôi. Đấy, nên là các bác mà đang có cái nhu cầu về mẫu xe giống xe nào ấy thì nhanh tay comment để cho em lời nhắn nhé. Em sẽ trực tiếp liên hệ và sẽ đội ngũ tư vấn sẽ trực tiếp gọi điện cho các bác. Và các bác có thể trực tiếp liên hệ qua số điện thoại là 0975 180 777, Zalo 0975 180 777 các bác nhé. Tiếp theo là một mẫu xe biển số Hà Nội 29C06445, Kia K3000 2011. Một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn, hạ tải số còn 1,1 tấn, 1,2 tấn. Điều hòa, lót sàn đầy đủ rồi. Với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đạt Xe Tải cho cái mẫu xe này là 220 triệu đồng các bác nhé, 220 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3000 đời 2011.
cạnh nó đây, mẫu xe biển số 19C01646. Kia K3000 là 2012. Một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn. Điều hòa, nó sẽ đầy đủ. Về chỉ vận tải kinh doanh thôi. Với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đặt Xe Tải cho mẫu xe này là 228 triệu đồng các bác nhé. 228 triệu đồng. Và đầu chương trình ngày hôm nay thì em sẽ báo giá một loạt các dòng xe Kia trước. Sau đó chúng ta sẽ đến với cả một loạt mẫu xe dòng xe Olin các bác nhé. Em sẽ được báo giá mẫu xe này, mẫu xe Kia K3000 đời 2012. Một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn, hạ tải xuống còn 1,1 tấn, với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đặt Xe Tải cho mẫu xe này là 228 triệu đồng. Điều hòa nó sẽ đủ, sử dụng hệ thống tre bằng nhíp. Chở các mặt hàng nông sản, chở quá tải tốt. Đi rất là sửa chữa rất là dễ dàng. Xe ít hỏng vặt. Tiếp sau đây là hai mẫu xe Kia K165 mới về Đặt Xe Tải các bác nhé. Hai mẫu xe đời 2015. Vào một vài hôm nữa thì hai chiếc xe này sẽ được lên sóng để chia sẻ cho các bác nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe thùng lửng đời 2013. Kia K3000 tải trọng 1,4 tấn thùng lửng. Điều hòa lót sàn đủ rồi. Xe cam kết không đụng, không có nước gì cả. Xe rất phù hợp cho những cái nhu cầu công việc như chở các mặt hàng nhôm kính này, các mặt hàng vật liệu xây dựng này đều rất là phù hợp các bác nhé. Với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đặt Xe Tải cho mẫu xe này, một mẫu xe Kia K3000 đời 2013 này là 235 triệu đồng các bác nhé. 235 triệu đồng mẫu xe thùng lửng. Hiện tại mẫu xe thùng lửng em đang có các mẫu đời 2011, 2012 và 2013. Rất nhiều mẫu để các bác lựa chọn và sẽ có cái mức giá ưu đãi khuyến mãi cho các bác khi trực tiếp lên xem xe tại Đặt Xe Tải vào những cái thời khắc cuối năm 2020 sắp sang 2021 này các bác nhé. Em xin được báo giá một lần lại mẫu xe này, mẫu xe Kia K3000 thùng lửng đời 2013 với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đặt Xe Tải cho mẫu xe này là 235 triệu đồng. Đây bên này có rất nhiều dòng xe Olin đây. Đấy, các mẫu xe mới về, kể cả Olin 350 lưu mới về các bác nhé. Em sẽ báo lại cho các bác loạt mẫu xe mới về. Mẫu xe Taco Olin 350 lưu đời 2018, một mẫu xe tải trọng 3,5 tấn. Điều hòa nó sẽ đầy đủ rồi, với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đặt Xe Tải cho mẫu xe này là 310 triệu đồng các bác nhé. 310 triệu đồng. Mẫu xe Taco Olin 350 lưu. Xe dòng xe máy điện. Tải trọng 3,5 tấn, chiều thùng là 4,2 m. Kế bên đây là một mẫu xe dòng xe một cầu, dòng xe Ben. Tải trọng là 7,2 tấn đời 2015. Rất phù hợp cho các bác chở các mặt hàng như là mặt hàng khoáng sản, các thứ vật liệu xây dựng rất là ok. Với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đặt Xe Tải cho mẫu xe này là 270 triệu đồng các bác nhé. Mẫu xe một cầu tải trọng 7,2 tấn đời 2015. Tiếp theo đây là mẫu xe Taco Olin 500B đời 2016. Một mẫu xe tải trọng là 5 tấn, chiều thùng là 4,2 m. Với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đặt Xe Tải cho mẫu xe này là 268 triệu đồng. 268 triệu đồng các bác nhá. Mẫu xe đã được lên gương cao rồi. Điều hòa lót sàn đầy đủ. Mức giá là 268 triệu đồng. Sẽ có cái mức giá ưu đãi cho các bác khi các bác lên xem xe trực tiếp tại Xe Tải. Đấy, vào những dịp cuối năm này. Bớt được khá là nhiều cho bác đấy. Tiếp theo đây là một mẫu xe Taco Olin 500B đời 2016. Chiếc xe này thì là lửa đầu 2016. Đăng ký lần đầu nó trong khoảng 4 tháng 5 năm 2016. Với cái chiếc xe thì chưa được lên gương cao các bác nhé. Đã có điều hòa rồi nhưng lót sàn thì chưa. Sàn sóng vẫn còn rất là đẹp, rất là nguyên bản của nó. Bởi vì người chủ cũ chở hàng rất là nhẹ nhàng thôi. Với cái mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đặt Xe Tải là 260 triệu đồng. Và vẫn có cái mức giá thương lượng các bác trực tiếp lên xem xe từ Đặt Xe Tải các bác nhé. Mẫu xe Taco Olin 500B đời 2016 với mức giá là 260 triệu đồng. Sang tới một mẫu xe dòng xe máy điện bên cạnh. Mẫu xe Taco Olin 500 lưu đời 2019. Chiếc xe đi được có 7.000 cây thôi, đi rất ít. 7.000 cây thôi, rất ít thôi, đi rất ít. Chở hàng hóa, người ta đi một mẫu xe lướt rồi. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này trên kênh YouTube của Xe Đẹp 88 và Đặt Xe Tải là 370 triệu đồng các bác nhé. 370 triệu đồng mẫu xe dòng xe máy điện tải trọng 5 tấn. Chiều thùng là 4,3 m.
Sang bên cạnh đây chúng ta đến với cả một mẫu xe dòng xe Thaculi máy cơ đời 2017. Một mẫu xe tải trọng 3,5 tấn, chiều thùng là 3,7 m. Điều hòa lót xe đầy đủ rồi, với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 260 triệu đồng các bác nhé. 260 triệu đồng. Mẫu xe Thaculi 350 đời 2017. Tải trọng 3,5 tấn, chiều thùng là 3,7 m. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả một mẫu xe dòng xe máy điện Thaculi 350 lưu đời 2018, đăng ký cuối 2019. Một mẫu xe đẹp xuất sắc với cái mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 310 triệu các bác nhé. 310 triệu. Có cái mức giá phù hợp cho các bác thì các bác lên trực tiếp xem xe tại xe tải. Xe không một lỗi nhỏ nào cả. Xe như xịt sắm mới luôn. Chủ cũ rất là giữ gìn. Mức giá là 310 triệu các bác nhé. Đây cái mức, có những cái mức giá phù hợp cho các bác khi các bác lên xem xe tại xe tải. Kế bên đây là một mẫu xe thùng lửng Kia K3000 đời 2011, một mẫu xe tải trọng là 1,4 tấn, rất phù hợp cho nhu cầu công việc chở các mặt hàng như mặt hàng nhôm kính này, mặt hàng vật liệu xây dựng này, trọng cây cảnh. Với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này, điều hòa lót xe đủ rồi, với cái mức giá là 220 triệu đồng các bác nhé. 220 triệu đồng. Kia K3000 đời 2011, tải trọng 1,4 tấn. Sử dụng hệ thống treo bằng nhíp, chiều thùng là 3,4 m các bác nhé. Chiếc xe đã có điều hòa và lót sàn inox rồi. Đây. Đây là sàn inox rồi các bác nhé. Hạ được mở được hết các cửa các bậc này. Ở mức giá là 220 triệu đồng. Kia K3000 đời 2011. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với cả một loạt các mẫu xe nữa, dòng xe Kia. Kia K3000 đời 2012, một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn, hạ tải xuống còn 1,1 và 1,2 tấn. Mẫu xe biển số 98C22818. Với mức giá đã được chia sẻ trên thống của kênh Đạt Xe Tải cho mẫu xe này là 228 triệu đồng các bác nhé. 228 triệu đồng cho mẫu xe Kia K3000 đời 2012. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả một mẫu xe khá đặc biệt. Mẫu xe Kia K3000 thùng rất dài đời 2011, một mẫu xe tải trọng là 1,4 tấn, hạ tải xuống 1,1 tấn 2. Điều hòa lót xe đủ, chiều thùng lên tới 4,2 m, rất phù hợp cho các bác mà chở các mặt hàng cồng kênh cần chiều dài. Với mức giá đang được chia sẻ trên hệ thống của kênh Đạt Xe Tải của mẫu xe này là 235 triệu đồng các bác nhé. 235 triệu đồng. Và có cái mức giá ưu đãi khi các bác trực tiếp lên xem xe tại Đạt Xe Tải. Đây một mẫu xe khá là hiếm gặp các bác nhé. Chiều thùng lên tới 4,2 m cơ. Tiếp sau đây là chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu xe thùng lửng. Mẫu xe K190 thùng lửng duy nhất có mặt tại Đạt Xe Tải. Với mức giá đang được chia sẻ trên thống của kênh Đạt Xe Tải của mẫu xe K190 tải trọng 1,9 tấn đời 2016 này là 275 triệu đồng các bác nhé. 275 triệu đồng. Và sẽ có cái mức giá cực kỳ ưu đãi khi các bác lên xem xe tại Đạt Xe Tải. Em sử dụng số điện thoại là 0975 180 777. Số Zalo 0975 180 777. Địa chỉ là phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại em đang có rất nhiều các mẫu xe dòng xe Kia từ K2700, K3000, K140, K165 và các dòng xe Thaculi. Vào ngày mai thì sẽ có những cái video chia sẻ về một loạt các mẫu xe dòng xe từ tầm 1 tấn 2, từ tầm dưới 1 tấn cho tới 1 tấn 25, 1 tấn 9 cho các bác để các bác tham khảo các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi livestream chia sẻ ngày hôm nay. Các bác đang có nhu cầu về mẫu xe nào hãy liên hệ em qua số điện thoại 0975 180 777, Zalo 0975 180 777. Cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ và báo giá lần sau.